Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, theo cơ quan tình báo Anh cho biết, con đường tiếp tế chính cuối cùng của Ukraine đến thành phố Bakhmut đã bị cắt đứt. Lính đánh thuê Wagner nhanh chóng áp sát sông Bakhmut và tổ chức phòng ngự để chống quân đội Ukraine phản công. Chỉ huy Ukraine bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo trước mối đe dọa về một cuộc bao vây lớn nhất đối với quân đội Ukraine ở Bakhmut, giống như ở Debaltseve vào năm 2015. Quân đội Ukraine có thể so sánh tình hình thực tế ở Bakhmut với nồi hầm Debaltseve vào năm 2015, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Denis Yaroslavsky, một chỉ huy của quân đội Ukraine chiến đấu ở Bakhmut nói rằng tình hình thành phố đã rất nguy cấp. Lúc này cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức để rút quân đội Ukraine hoặc tiến hành cuộc phản công với các lực lượng chủ lực. Bởi vì quân đội Ukraine tại Bakhmut hiện đang bị thiếu hậu cần, đạn dược và không còn nhiều cơ hội để giữ Bakhmut. Yaroslav phát biểu trên kênh truyền hình Espresso TV của Ukraine, không có hậu cần thì cũng không có luân chuyển quân, cũng như không có nguồn cung cấp vũ khí. Kẻ thù hiểu điều này và trước hết cố gắng cắt đứt hậu cần. Chúng tôi hiểu rằng có thể sẽ có sự lặp lại của nồi hầm Debaltseve 8 năm về trước. Yaroslavsky nhấn mạnh, tình huống rơi vào thế nguy hiểm khi các tuyến đường bị cắt đứt và việc rút quân tự do có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ đội hình. Một mối đe dọa nguy hiểm đặc biệt là nút thắt cổ chai của cái gọi là nồi hầm, hiện chiều rộng không quá 4 km. Theo thông tin, đến nay đã có tới 7.000 quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã rời khỏi lãnh thổ Bakhmut do mối đe dọa bị bao vây. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 10.000 người nữa vẫn đang ở trong thành phố, nơi giao tranh đã gia tăng trong 3 ngày qua, đặc biệt là khu vực tây nam của thành phố. Đến chiều ngày 13 tháng 3, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào khu phức hợp ngầm của nhà máy gia công kim loại Atomovsky Azom ở Bakhmut, nơi Tổng thống Ukraine đã bí mật đến thăm và động viên binh lính Ukraine chiến đấu cách đây không lâu. Hiện tại, việc chiến đấu trong phần công trình ngầm của nhà máy Azom rất khó khăn do độ sâu của tổ hợp dưới lòng đất là khoảng 350 mét. Vì vậy, không cho phép lực lượng tiến công sử dụng pháo và súng phóng lựu do có nguy cơ gây sụp đổ của khu vực hầm ngầm. Tuy nhiên, hai nguồn thạo tin đã ngay lập tức xác nhận thực tế rằng các đơn vị lính đánh thuê Wagner đã tiến được khá xa, mặc dù các đơn vị Ukraine có mặt ở Azom nhưng với số lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, việc dọn dẹp sạch khu phức hợp dưới lòng đất có thể kéo dài rất lâu, nhưng lực lượng Wagner không thể bỏ dở vì các đường hầm của doanh nghiệp này kết nối với các khu vực khác trong thành phố và có thể dẫn đến một cuộc phản công bất ngờ từ quân đội Ukraine. Hiện tại, các đơn vị lính đánh thuê Wagner vừa phải tiến hành dọn dẹp trong tổ hợp ngầm, đồng thời vừa ngăn chặn các cuộc phản công của quân đội Ukraine trên mặt đất. Tuy nhiên, với sự chi viện tích cực của pháo binh Nga, các đơn vị Wagner đã xây dựng được chỗ đứng khá vững chắc ở đây. Ở phía tây của Bakhmut, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn, trong khi pháo binh vẫn được cả hai bên sử dụng hết công suất. Bởi cả các đơn vị pháo binh của lính đánh thuê Wagner, quân đội Nga và quân đội Ukraine. Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, quân đội Ukraine đang cố thủ ở Bakhmut nhằm tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới, mặc dù phải chấp nhận hy sinh. Trang Kiev Independent dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, quân đội nước này sẽ tiếp tục quyết giữ thành phố Bakhmut trước khi tiến hành một đợt phản công, đồng thời kêu gọi Đức tăng tốc cung cấp đạn pháo và đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu phương Tây. Trả lời câu hỏi liệu lực lượng Ukraine có thể kiên trì trong bao lâu, ông từ chối trả lời mà chỉ so sánh họ với những người giữ nhà. Một số chuyên gia quân sự thắc mắc về ý nghĩa của việc tiếp tục phòng thủ thành phố Bakhmut, nhưng ông Syrsky cho biết điều đó giúp tranh thủ thời gian cho đợt phản công sắp tới. Quân đội Ukraine cũng cho biết họ đã đẩy lùi 92 cuộc tấn công của phía Nga tại 5 khu vực trong vòng 24 giờ qua. Hiện quân đội Nga đang tập trung nỗ lực tấn công về hướng Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, Saktarsk ở tỉnh Donetsk. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông báo của Ukraine. Trong khi đó, sau một năm giao tranh ác liệt với các lực lượng quân sự Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất về vũ khí và binh sĩ, bị hao mòn đạn dược và mất đi nhiều quân nhân có kinh nghiệm trận mạc, khiến sức chiến đấu bị giảm sút. Truyền thông Mỹ thừa nhận, chất lượng của quân đội Ukraine từng được đánh giá cao, nay đã suy giảm sau một năm chiến đấu. Xung đột trong một năm qua đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh sĩ có kinh nghiệm hàng đầu của Ukraine. Một số quan chức Ukraine hiện còn nghi ngờ khả năng của Kiev mở một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân.
Giới chức Mỹ và châu Âu ước tính rằng có tới 120.000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi Ukraine thua kém Nga nhiều về quy mô dân số. Trên thực tế, Ukraine luôn cố gắng giữ bí mật về con số thương vong của binh sĩ nước này, kể cả với các đồng minh phương Tây thân thiết. Ngoài tổn thất các quân nhân có kinh nghiệm, Ukraine còn phải dùng đến lượng lớn binh sĩ nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm, được gọi nhập ngũ để bù đắp số tổn thất. Theo các quân nhân Ukraine trên chiến trường, thực tế này đã thay đổi bức tranh tổng thể về quân đội Ukraine. Hiện đang thiếu cơ bản các loại đạn, bao gồm đạn pháo và đạn súng cối. Một vị tiểu đoàn trưởng thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 46 của Ukraine chia sẻ, tài sản có giá trị nhất trong chiến tranh là kinh nghiệm tác chiến. Vị chỉ huy sử dụng mật danh là Kupol cho biết thêm, người lính đã trải qua trận mạc trong 6 tháng là khác một trời một vực với một tân binh vừa mới rời thao trường. Chúng tôi chỉ có một số lượng ít ỏi quân nhân có kinh nghiệm tác chiến. Thật không may, họ đã chết hoặc bị thương. Các đánh giá u ám đó đã làm lan truyền làn sóng bi quan từ tiền tuyến cho tới hành lang quyền lực ở thủ đô Kiev của Ukraine. Việc Ukraine cho tới lúc này chưa thể mở một cuộc phản công lớn như càng đổ thêm dầu vào những lời chỉ trích nhằm vào Mỹ và các đồng minh châu Âu, rằng các nước này đã đợi quá lâu, cho tới khi quân lực Ukraine đã suy yếu thì họ mới cung cấp các khóa huấn luyện sâu và cung cấp các xe thiết giáp chiến đấu, bao gồm xe tăng hạng nặng Leopard và xe chiến đấu Bradley. Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, tình hình hiện nay trên chiến trường có thể không phản ánh bức tranh đầy đủ về các lực lượng quân sự của Ukraine, do Kiev tiến hành huấn luyện binh sĩ riêng cho cuộc phản công sắp tới và cố ý giữ lại lực lượng này, không cho họ tham chiến vội, kể cả ở mặt trận Bakhmut nóng bỏng. Còn Andrei Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay, thực trạng quân đội Ukraine hiện nay không làm giảm niềm tin của ông vào cuộc phản công sắp tới. Ông nói, tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã cạn kiệt tiềm năng. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ cuộc chiến nào sẽ có lúc ta phải chuẩn bị nhân lực mới, giống như những gì đang diễn ra ngay lúc này. Kupol cho hay, ông hy vọng các lực lượng Ukraine sẽ có được sự huấn luyện tốt hơn từ Mỹ. Ông cũng hy vọng lực lượng Ukraine được để dành cho cuộc phản công sắp tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn so với các binh sĩ thiếu kinh nghiệm đang chốt giữ ngoài mặt trận dưới sự chỉ huy của ông. Dẫn lời ông Kupol, luôn có niềm tin về điều diệu kỳ. Có hai sự lựa chọn, hoặc là một cuộc phản công chuyên nghiệp, hoặc là một cuộc phản công với kết quả thảm hại, bị thảm sát, bị thương vong nhiều. Qua một năm chiến sự, quân đội Ukraine đã bị hao mòn nhiều. Hiện người ta chưa rõ viện trợ và huấn luyện quân sự của phương Tây sẽ làm nghiêng cán cân thế nào trong cuộc tấn công dự kiến của Ukraine vào mùa xuân. Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine chia sẻ rằng số xe tăng mà phương Tây cung cấp cho nước này chỉ mang tính biểu tượng. Số khác còn nghi ngờ liệu các vũ khí đã được hứa sẽ tới kịp chiến trường hay không. Vị quan chức này phân tích tiếp, nếu bạn có thêm nguồn lực, bạn sẽ tấn công chủ động hơn. Nếu nguồn lực của bạn hạn chế, bạn sẽ thiên về phòng ngự. Chúng tôi sẽ phòng ngự. Do vậy, nếu anh hỏi riêng tôi, thì tôi tin rằng chúng tôi sẽ khó có thể mở một cuộc tấn công lớn. Tôi tin vậy, nhưng tôi vẫn đang xem xét các nguồn lực. Có lẽ chúng tôi sẽ đạt một số đột phá cục bộ chăng? Chúng tôi thiếu người và vũ khí. Bạn biết tỷ lệ rồi đấy. Khi tấn công sẽ tốn người gấp đôi, gấp 3 lần khi phòng thủ. Chúng tôi đã hứng chịu tổn thất quá nhiều về nhân lực. Các đánh giá riêng nói trên rõ ràng là kém lạc quan hơn rất nhiều so với các tuyên bố công khai của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã mô tả năm 2023 là năm chiến thắng đối với Ukraine. Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov lại bày tỏ lạc quan về viễn cảnh mùa hè này. Người Ukraine có thể đi nghỉ mát trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập cách đây 9 năm. Tướng Oleksandr Zizky, tư lệnh lục quân Ukraine, phát biểu khi trả lời phỏng vấn của Washington Post. Tổng thống của chúng tôi truyền cảm hứng để chúng tôi chiến thắng. Nói chung, chúng tôi suy nghĩ tương tự, và chúng tôi hiểu rằng, đối với chúng tôi, điều tất nhiên cần thiết là phải giành chiến thắng vào cuối năm nay. Điều đó là có thật nếu chúng tôi được nhận tất cả sự giúp đỡ mà các đối tác đã hứa với chúng tôi. Những thông tin quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!